chốt, tan vẫn là phải lên 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 lên. Mọi người, trong cái lúc mà tôi nghỉ ngơi thì tự nhiên ở trên đây nó có thiên thần ở đâu xuất hiện thì mình cũng không biết. Nhưng mà đứng cạnh luôn mình đang như này. Quay ra đứng cạnh luôn đấy, sới hôi giật mình. À, em có thể giới thiệu bản thân mình không? Thiên thần tên gì em? Em tên là Hoa, Huỳnh Hoa. Em 202 và em đến từ Cao Bằng ạ. Tôi cũng tự hào là một người sinh ra và lớn lên ở đất Cao Bằng. Em đến từ Cao Bằng ạ. Em đến từ Cao Bằng à? Ôi trời ơi. Ừ, chị thích Cao Bằng thôi nhưng mà chị chưa được đến đấy. Thế có gì thì dẫn chị qua tham quan nhá. Cao Bằng thì cũng có nhiều cảnh đẹp, nhiều món ăn ngon. Vâng, ok. Thế là gu người yêu của anh như nào? Của em là... em còn gu cụ thể ạ. Nhưng mà em mong là người yêu em cao hơn em một chút ạ. Một chút thế á? Nhiều chút thì cả chút chứ. Thế em cao mét mấy nhỉ? Em cao mét 68 ạ. 68 à? 68 cao hơn một chút là tầm chắc tầm 1m7 mấy là ok rồi đúng không? Trên 1m8 quá là hơi khó đấy. Em biết mà. Thế bây giờ như này nhá, chắc là em hôm nay em cũng đã xem qua về cái chương trình này rồi đúng không? Hiểu kiểu gì? Thì cái format của chị vẫn là cho em chọn thôi, em thích bạn nào thì lôi vào đây để chị sẽ ghép đôi cho em nhá. Bây giờ đi tìm luôn nhá. Ok. Đi. Quả nhạc là mình cứ bị tập trung. Có ai chưa có người yêu mà? Em có người yêu chưa em? Em không có. Em không có. Khó hiểu. Cho nghỉ mẹ một đi. Sao em không cần? Hả? Em vui hơn. Khó okay. Hiểu quá. Ôi bạn ơi. Tao chỉ để bạn đây. Thế em vui hơn đi em. Trời, thế thôi chứ chị đâu cần đâu em. Rồi. Đi. Ở ai đây nhở? Trong ngay đám này thì con trai có người yêu chưa nhỉ? Con trai ơi, người yêu chưa? Chưa. Đẹp đôi không? Sao? Sao không muốn? Hiểu. Đi. Ôi. Hello. Trong đây có bạn nào chưa có người yêu nhỉ? Đây. Bạn này ạ. Nhưng mà tiêu chuẩn của bạn ấy cũng cao. Em cũng cao đấy. Đẹp đôi không? Và thử đâu? Không, không sao mà đứng... con trai thì phải đứng thẳng lên, thẳng thắn mà nói. Không phải chân... Em theo tiêu chuẩn F3 chị ạ. Lươn lẹo. Thế giờ em cứ F3 tiếp đi em. Chị cầu nguyện em F3 vui vẻ. Ui. Anh đẹp trai, em thì đẹp gái. Có nghi yêu cho em? Em chưa cái. Chị vào cái đôi nhá. Cái bạn nữ này được không? Ok không đã? Vâng, phải mạnh mẽ lên. Vâng. Mày nó cao quá nhỉ? Đứng ra đây. Mày đứng cùng đi đâu. Khoan đã, từ nhá. Tôi chưa hề ghép nhá, nhưng mà hai đứa nó cứ dính lên nhau là như nào nhỉ? Không hiểu à? Bình thường là sẽ là tôi đứng ở giữa và hai bạn sẽ nói chuyện với nhau. Ừ. Thế mà chưa gì đã phải đứng sát xít vào nhau làm gì? Giờ đi ra đây. Đi ra đây. Giới thiệu bản thân với nhau đi trong 3 phút này. Em tên là Dũng, đến từ Ninh Bình. 202. Mình tên Hoa, mình cũng 202, mình đến từ Cao Bằng ạ. Một đứa là Ninh Bình, một đứa Cao Bằng đúng không? Gần nhau không em? Không xa lắm ạ. Anh ở đâu sông, em cuối sông. Em đừng nói xa. Gần, khoảng cách... khoảng cách không có xa nên chúng ta coi nhau là tất cả. Thế con liệu có coi nhau là tất cả được không nhỉ? Đấy, phải tìm hiểu xem đấy. Rồi, tên rồi đúng không? Tuổi rồi đúng không? Sở thích đi. Thích anh em. Có sở thích gì? Đá bóng ạ. Chơi game vậy. Gì nữa? Đá bóng với chơi game thế á? Thế còn chơi cái gì khác nữa ngoài game em? Không chơi gì khác ngoài game à? Thật không? Thật ạ. Thật không? Thật ạ. Đéo tin. Thế bây giờ... thôi, cái này hơi nhạy cảm quá nên thôi không hỏi nữa. Nhưng mà chỉ có sở thích là chơi game với cả cái gì nhỉ? Vừa nãy em nói gì, đá bóng thế thôi. Ok, đến đây. Nhạt nhẽo thế. Sở thích của em là ăn ngủ nghỉ và con trai đá bóng giỏi ạ. À, trời ơi. Em đá bóng giỏi không em? Không, em
trung bình thôi. Trung bình à? Nhưng mà có khi là em về em huấn luyện nó lại giỏi luôn đấy. Nó đá bóng không giỏi nhưng mà nó đá em lại giỏi đấy. Chị nghi lắm. Chân nó cũng dài mà. Đá ở đây nó là có nhiều nghĩa. Đá kiểu khác em ạ. Thế bây giờ hai đứa nói chuyện đấy, cứ để ta phải mồi. Tự nói chuyện chủ động đấy. Cho mày cầm luôn đấy. Nóng quá. Cầm không biết nói gì à? Em ngại quá. Chị gợi ý. Chị chả có gì gợi ý cả. Bây giờ hai đứa tìm hiểu nhau thì bình thường em nhắn tin với gái như nào? Không hỏi người ta là người ta thích cái gì, người ta ấn tượng về như nào, gu như nào. Gu bên trai cậu. Gu của mình là cao hơn mình một chút. Nhiều chút thì càng tốt. Về tính cách thì thực ra mình cũng không có gu đặc biệt cụ thể, chứ là mình có tình cảm với nhau là được. Thế em không yêu cầu một người chân thành trung thủy như thế nào chứ, chứ nói sương sương thế người ta biết sao được. Chị, cái đấy là tùy bản thân người ta chứ cái đấy em sao quản được. Em không quản được đúng không? Thế còn em như nào, gu người yêu như nào? Gu em là như bạn ấy. Như bạn ấy luôn à? Thật không? Nói thật đấy. Nói thật, không thể nhìn vào mắt nhau luôn. Nói lại con đấy mà nhìn thẳng vào mắt nhau. Quay lên. Vui em là như bạn đấy. Vui em là như bạn đấy. Thế thì nhau một câu đi cho nó vui nào. Thế thả tính không? Mày mà không biết thả là ra cho mày ra ngoài. Trong thời gian nghĩ thì em cũng nghĩ đi. Thêm chút đường cà phê có thể ngọt. Thêm chút tình xâm bình có thuộc về nhau. Có thuộc về nhau không? Trả lời lại đi em, đớp lại thính đi. Có ạ. Có ạ. Có ạ. Rồi xong em cũng phải trả lại cho bạn một cái gì đi chứ em. Không nào. Thế bình thường không đăng cáp giả tính bao giờ à? Trên Facebook không đăng bao giờ à? Nhưng mà đứng trước bạn em mùa giống anh chẳng nghĩ được gì cả. Ôi trời ơi. Thế thì bây giờ mình nói thay vì nói gián tiếp thì mình nói cách trực tiếp hơn kiểu đấy. Ví dụ không nói được là hoa văn thì mình có thể nói là thứ đó mà. Nhưng mà đây có phải là gu của em không đã? Có. Rồi ơi, có sướng thế. Sướng chứ chị. Nói cô thả tính đi, không ta phạt bây giờ này. Chị cứ 5 4 3 2 1 phạt. Em thích anh. Cho em sẽ cánh đồng như một ngôi sao trên sân khấu. Thế là thả tính luôn à? Thế nó trực tiếp rồi đấy. Em thích anh thì anh có thích em không? Yeah, thay lời bạn này nhá, chứ không phải tôi. Em lại đáp lại nữa à? Mày cũng phải đáp lại chứ, bây giờ người ta bảo là em thích anh thì mày không nói gì à? Anh thích em. Anh thích em. Vỗ tay, vỗ tay. Sao thấy như nào, chàng trai của tôi được không? Quá được luôn. Quá được à? Quá được thì phải thể hiện cái tình cảm gì, nắm tay cái gì cho nó tình cảm nào, đưa đây. Nắm tay nhau đây. Chắc nắm tay tao. Mà nắm như thế này này. Đây, đúng thế này, nắm tay nhau. Chưa bao giờ xem nào à, trời ơi, hai tay. Bây giờ nắm tay tao không phải rơi mà. Thế nắm bàn tay thì mày không đan nó lên thì mày để như này trông như kiểu cầu nguyện vậy trời. Như thế này này. Má ơi, yêu ai bao giờ chưa? Ông yêu bao giờ chưa? Mấy mối tình rồi? Có 2 rồi. 2 mối tình à? Em chấp nhận được không? Chị nghĩ là em về em phải dạy thêm nhiều đấy. Em dạy lại được chị ạ? À? Trẻ nhỏ dễ. Bây giờ hai đứa nhá. Thế bây giờ nhá, để xin lỗi hơi nhịu tí. Để giảm bớt cái phần căng thẳng này thì chúng ta chơi game nhá. Được không? Cho hai đứa nối từ đi. Nối từ nhá. Ai trước đây? Em trước đi. Ta tưởng lady first, cái thằng này nó không yêu, giờ là không ưu ái cho phụ nữ luôn. Khói em trước quá. Đi, thì cho mày trước. Việt Nam. Nam nữ. Có chơi mình vừa đợt đầu chết luôn không chị? Nữ, nhiều nữ mà. Cái búa đâu rồi, đưa búa đây. Mẹ cái thằng này. Toa Nào. Nam nữ nữ không nói được rồi đúng không? 5 4 3 2
Em đấm đi em. À nhầm, em gõ cái này vào đầu bạn ấy đi. Gõ đúng đầu này nhá. Mạnh vào. Mạnh mẽ lên. Ôi trời ơi, nó mạnh mẽ quá. Thôi không sao. Đập mỗi cái đầu này cũng được. Đập lại. Trượt em ạ, đập lại. Ôi đập trúng rồi. Chị thấy trượt. Mày có thích chị đập không? Đập đi em, nhanh lên chị đập em. Đánh em. Đánh một chỗ khác, quay lưng lại. Chồng mông lên. Thêm một trò chơi nữa nha. Nhìn bạn này cũng cao giáo, chắc là thể lực tốt đấy nhở. Bây giờ cõng này chạy quanh đây 3 vòng đi. Được không? Ừ, 3 vòng. Cõng nhở, em mặc quần đấy. Không có thử. Một là thật, hai là đi về. Em cõng được. Nhảy lên đi em. Cuối cùng thế này, quay lưng lại với nhau. Xong rồi chị sẽ đếm 5 giây. Sao nhìn mắt mày trộn đi đâu đấy à? 5 giây xong rồi sẽ quay lại nếu mà... À không, không phải sẽ quay lại mà là nếu các em thích nhau thì các em sẽ quay lại với nhau. Và nếu mà không thích nhau thì cứ đứng im hoặc là quay đi thôi. Bây giờ quay lưng lại với nhau đi. Mày chưa hiểu à? Bắt đầu đếm nhá. Các bạn đang xem kết quả sổ số miền Bắc được chúng tôi cập nhật chiều ngày hôm nay. Chúc bạn đang xem sổ số miền Bắc của miền Trung tại Hải Phòng ngày hôm nay may mắn. Kính mà chỉ có bạn ấy ở đây với chị là người làm mối thôi. Hiểu không? Đơn giản mà. Em thấy thế nào? Vui lắm ạ. Vui đúng không? Hai đứa này là bây giờ nếu mà vui đúng không? Hai đứa cũng vui đúng không? Thể hiện một cái gì đấy tình cảm cho mọi người ở đây chiêm ngưỡng thế nào? Mọi người thấy có yêu cầu là hôn đi thì chị không biết được là các em có sẵn sàng hôn nhau nhỉ? Đứng gần vào đây. Ngoại đại. Ui, chủ động luôn à. Nhưng mà chị thấy cái hôn má này thì ai cũng làm rồi. Em có muốn là mình có một cái cá tính khác hơn không? Chuyện hôn má thì ai cũng làm được. Mà chị thấy hai đứa cũng cá tính mà. Thì thay vì là hôn má thì mình có thể hôn một vài vị trí nó khác khác mà nó vẫn thân quen. Chủ động đi em. Hai bạn nữ đã chủ động rồi. Này, khoan đã. Từ từ mọi người từ. Thật ra là tôi mới quay đi mà tôi chưa kịp nhìn cái gì thì các bạn đã hôn xong rồi nên là bây giờ tôi muốn lưu lại cái khoảnh khắc này nó hơi lâu một tí. Có thể là giữ trên môi tầm 10 giây đi để cho người ta có thể nhìn thấy. Chứ bây giờ hôn xong là xong thế à? Nào lại nhá, làm cái nhá, chậm thôi em. Chốt đơn vẫn là phải lên. Hai đứa nắm tay nhau đi về đi là được rồi đấy nhá. Bye bye, chúc hạnh phúc nhá. Thật sự luôn ấy, lần nào tôi lên phố mà rõ ràng là tôi rất là bình thường, nhưng mà đến cái lúc mà về sau thì tôi hơi sốt một tí,
bởi vì là ăn cơm chó nhiều quá mọi người ạ. Thề có ai mà muốn ghép đôi với MC thì cứ lên đây nhá, MC vẫn đang ế đấy. Đi tìm nó khác nhá.